Tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Xuân Nhật Tân vừa chủ trì buổi họp báo thường kỳ nhằm đánh giá tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại ngành công thương 9 tháng năm 2024. Tại buổi họp báo, đại diện vụ kế hoạch tài chính Bộ Công Thương cho biết, sản xuất công nghiệp trong quý 3 năm 2024 tăng trưởng tích cực hơn quý trước, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp ước tăng 9,59% so với quý 3 năm 2023. Tính chung 9 tháng năm 2024, giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp ước tính tăng 8,34% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 2,71 điểm phần trăm vào tốc độ tăng trưởng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 578,47 tỷ đô la Mỹ, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 15,4%, nhập khẩu tăng 17,3%, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 20,79 tỷ đô la Mỹ, có 30 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ, chiếm 92,3% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong 9 tháng năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Nguyễn Xuân Nhật Tân đã trả lời các câu hỏi liên quan đến dự thảo luật điện lực sửa đổi và cho biết Bộ Công Thương đã chuẩn bị tất cả những văn bản liên quan để triển khai được luật điện lực sớm nhất, chỉ chờ luật được thông qua.